Trưa ngày 10 tháng 10, quản lý thân cận của ca sĩ Phi Nhung viết tâm thư nói rõ về những ồn ào liên quan đến tiền taxi của Hồ Văn Cường. Đêm mùng 9 tháng 10, Trang Trần bất ngờ đến nhà riêng ca sĩ Phi Nhung để chất vấn Hồ Văn Cường vụ lùm xùm tiền taxi, nghi ngờ có liên quan đến nữ CEO Đại Nam. Dù gặp hỏi nhiều lần, nhưng Hồ Văn Cường nhất quyết không trả lời. Mới đây, quản lý của ca sĩ Phi Nhung chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, phía quản lý nói rõ, nếu ai đã từng tiếp xúc với Phi Nhung chắc hẳn sẽ thấy, Phi Nhung của tôi chỉ đơn thuần là một người làm nghệ thuật đúng nghĩa mà không hề quan tâm hay tính toán gì đến vật chất, tiền bạc. Đã có rất nhiều tình huống cười ra nước mắt khi cô ấy không phân biệt được tờ 500.000 và 20.000. Chắc hẳn đã hơn một lần bạn nghe Phi Nhung nói cô ấy không có tiền trong người. Nên, điều này hoàn toàn chính xác. Một con người như vậy, bạn nghĩ có thể tính toán xem làm cái này có lợi hay không lợi về mặt kinh tế. Vì thế hôm nay, tôi quản lý chính thức của ca sĩ Phi Nhung lên tiếng một lần duy nhất về vấn đề mà dư luận đang quan tâm, tiền đi hát của Hồ Văn Cường. Tôi xin khẳng định Phi Nhung không hề liên quan đến việc này. Khi nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi chỉ mới bước qua bên, ông một, Phi Nhung thương hoàn cảnh gia đình khó khăn của Cường, thương chút năng khiếu của Cường và muốn góp phần nuôi dạy Cường, chỉ đơn giản là như vậy. Lo cho Cường được tiếp tục đi học, lo cho Cường phát triển năng khiếu, lo cho Cường có chỗ hát để giới thiệu, và chỉ muốn Cường bên người và thành ca sĩ thật sự. Cô ấy cũng chưa từng biết Hồ Văn Cường taxi ra sao, cũng như chưa từng quan tâm đến taxi của chính mình trong từng. Hậu diễn, tôi nhắc lại, Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường chỉ vì cô ấy muốn lo cho bé được đi học đàng hoàng. Đúng như lời cô ấy đã từng nói và sau đó muốn chỉ dạy và nâng đỡ thêm trên con đường nghệ thuật. Do vậy, cô ấy đã nói rất nhiều lần với Hồ Văn Cường ngay từ khi mới bước chân vào nhà. Tất cả chuyện tiền đi hát con nói chuyện với quản lý chứ mẹ không hề biết việc đó. Quản lý giọng ca bông điên điển nhấn mạnh, tất cả những chuyện liên quan đến tiền của Hồ Văn Cường tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và đứng ra xử lý. Và tôi sẽ giải quyết tất cả những chuyện này cùng với Hồ Văn Cường, chứ không phải ai khác trong ngày hôm nay.